một hai ni sáu bảy ni một hai ni năm sáu bảy tám chín mười ni ni. Chào tất cả các bạn nhé, chào mừng toàn thể các bạn quay lại kênh Đặng Tín Audio. Và tiếp của video thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio xin thanh lý các những bộ mic AZ Pro 393. Thì hiện tại em còn rất ít thôi, số lượng còn rất ít. Đây là dòng mic em bán quá chạy trong một thời gian vừa rồi. Đấy, thì ngày hôm nay có rất ít, em sẽ thanh lý cho bác nào nhanh tay với mức giá cực kỳ rẻ. Đây, dòng mic AZ Pro A model 393 nhé. Thì tất cả đây là hàng nguyên hộp, hàng chính hãng AZ Pro. Đây, mặt phay nhôm rất đẹp, tất cả sản phẩm S715 có được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đây, em sẽ giới thiệu nhanh thôi và sẽ báo giá luôn cho bác nào nhanh tay. Đấy, số lượng còn rất ít thôi, thanh lý nốt cho bác nào nhanh tay nhé. Đây, thì toàn bộ đây là hàng chính hãng AZ Pro. Đấy, mặt phay nhôm rất là đẹp, quay đằng sau cho bác xem nhé. Đây, đằng sau của chiếc đầu thu của mic AZ Pro đây. Đây, toàn bộ đằng sau đây có hai anten này, rắc nguồn nó 6 ly và hai bên rắc lông. Thì đằng trước thiết kế sẽ hai lúm to nhỏ hai bên, rất là đẹp. Được chưa? Và cho anh em mình xem luôn tai mic của dòng mic AZ Pro này. Và tất cả hàng, mình nhắc lại là hàng nguyên hộp, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc, rất thoải mái quá luôn. Đây, tai mic đây. Đấy, tai màu xám ghi rất là đẹp nhá. Để nói tai AZ rất là đẹp luôn. Được chưa? Đấy, rất là đẹp. Và tiếng nghe vừa alo, bác nghe tiếng mic rất là bay đúng không? Thì đây, đầy đủ các chống lăn này. Có tai anh em bắt vào tủ này. Đấy, tai keo bắt vào tủ này. Đầy đủ tai bắt vào tủ nhá. Và tặng cho bác là dây 6 ly chống nhiễu xịn luôn. Được chưa? Dây này dây 6 ly chống nhiễu xịn. Đấy, số lượng thì cũng không còn nhiều. Và rồi em sẽ alo tiếng mic luôn và sẽ báo giá luôn cho bác là nhanh tay. Em sẽ báo giá luôn. Đấy, có giá rất là tốt. Các bác nhớ vào ủng hộ cho Đặng Tín Audio Super Live nhá, các bác nhớ ủng hộ cho một like nhá. 1 2 3 6 7. Em ơi chúng mình linh 5 6 7 8 9 10 10 1 2. Mà nghe tiếng mic cho em rất là bay, rất là bay, rất nhẹ và đặc biệt là rất tiết kiệm pin luôn, dòng mic 393 này. Đấy. 6 7 linh 1 2 linh 5 6 2 9 10 linh 1 2. Đêm bao lá vàng linh 1 2. Tiếng rất là bay và em báo giá luôn ngày hôm nay. Thanh lý luôn cho bác nào nhanh tay. Số lượng còn rất ít, bác nào chốt nhắn tin cho em. Chốt mic 393 cho em, mua điện là 393 này. Chốt mic 393, em bán anh em 1.250.000. Chỉ 1.250.000 bích này thêm bao ship. Giá hiện nay thị trường nó bán là 2.200.000. Nhưng ngày hôm nay thanh lý bác nào chốt nhắn tin cho em, chốt mic 393. Mua điện là 393, nhắn tin qua số thoại em nhé. Chốt mic 393, 1.250.000 bộ mic này. Một mức giá các bác quá ngỡ ngàng luôn, 1.250.000. Em bao ship nơi bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt mic 393 cho em. 1.250.000 em bao ship. Thực sự quá, một tầm giá nó quá rẻ. Bác nào lấy vui lòng nhắn tin cho em 0916957888, nhắn tin qua số điện thoại là có nhân viên chốt đơn. Chốt mic 393 1.250.000. Đấy, 1.250.000 mic 393 này, quá rẻ. 1 2 0 6 7 8 9 10 lên 1 2 6 7 lên 1 2. Đấy, tiếng mic bác nghe tiếng rất là bay luôn, 1.250.000. Bác nào chốt vui lòng nhắn tin ngay cho em, chốt mic 393 có được nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc, chỉ 1.250.000 thôi. Số lượng chỉ còn rất ít, có mấy bộ thôi. Thành lý nốt cho bác nào nhanh tay. Còn với cái tầm giá 1.250.000 nó quá rẻ rồi, nên bác nào lấy vui lòng nhắn tin ngay cho em. Đây, tay vàng, tay màu xám ghi rất là đẹp, 1.250.000 nhá. Bác nào chốt vui lòng nhắn tin qua số điện thoại em đây, 0916957888, chốt mic 393, 1.250.000 em báo ship các bác. Và chờ các bác nhé, hẹn gặp lại theo nhá.